Cô chăm sóc anh tiếp nha. Nhiệm vụ của tôi tới đây là xong rồi. Cảm ơn chị. Chị về cẩn thận nha. Ê, khoan 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 khoan. Chị đưa người ta về thì phải chăm sóc người ta chứ. Bà Quỳnh yếu kinh nghiệm chăm sóc người sai lắm. Thôi bà Quỳnh, bà xuống đất ngủ với tôi đi. Mình nhường phản lại để cho chị ngủ với anh Phi Đằng nha. Ông nói gì kỳ vậy? Chị Yến á, chị Yến đừng có ngại. Thì tôi với Quỳnh á ra khách sạn ngủ cũng được. Giao nhà lại cho hai người nha. Muốn làm gì thì làm nha, nha. Ông lại nói lảm nhảm cái gì nữa vậy hả? Muốn đi thì một mình ông đi đi. Bao nhiêu lần tôi nói mà tôi nói không lại với ông rồi. Lúc nào cũng huyên thao huyên thuyên, không nghĩ đến tâm trạng của người khác. Ông toàn là khiến cho tôi bực mình không à. Thôi, quan tài nói giỡn thôi mà. Xin lỗi chị nha. Em làm bộ lớn tiếng để la ổng thôi. Ổng tốt tính lắm nhưng mà hay quậy lắm. Chị đừng có nghĩ gì nha. Không sao đâu. Anh Phi Đằng có tâm sự gì với chị không? Em chưa bao giờ thấy ảnh như vậy hết. Em lo quá à. Có. Ảnh có tâm sự với tôi. Và nói là rất buồn về chuyện bài báo đó. Tôi rất tin Quỳnh mà. Nhưng tôi có nói gì ảnh cũng không chịu nghe. Có lẽ anh nghi ngờ sự chân thật của Quỳnh. Tôi thấy anh cũng đau lắm. Anh không chấp nhận bất cứ lý do gì cho chuyện này. Em biết. Bây giờ em có nói gì chắc anh cũng không tin được. Ai rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng phải vậy mà. Tính anh rất khó chấp nhận sự phản bội. Nhưng có lẽ theo thời gian anh sẽ hiểu cho cô thôi. Tôi có hỏi để anh về nhà, nhưng hình như anh không muốn. Chắc có lẽ anh sợ anh sẽ buồn khi nhìn thấy Quỳnh. Thôi, tôi về đây. Quỳnh chăm sóc cho anh Phi Đằng. Chờ anh tỉnh lại rồi tìm cách nói chuyện với anh nha. Em cảm ơn chị. Ba, có mấy trăm cây số mà sao anh đi lâu dữ vậy ba? Biết đâu hôm nay nó có công việc đột xuất nên lên muộn hơn. Việc gì mà việc, hôm nay đúng lịch khám cho ba thì anh phải bỏ hết để lên với con chứ. Thôi đừng có trẻ con như vậy, càng làm cho mình nó mệt mỏi thêm. Tuần nào cũng đi về về giữa hai nơi để lo cho ba đã chất giả lắm rồi. Thì con biết rồi mà. Anh Minh, anh lên trễ gần nửa tiếng rồi đó. Em lo cho anh muốn chết luôn vậy. Dạ con xin lỗi, tại gặp tai nạn xe giữa đường nên cũng bị kẹt hơi lâu, bác thông cảm. Ngọc, tránh ra cho mình nó khám cho ba. Con cứ đứng kẹt kẹt như vậy hoài làm sao nó làm việc được. Ba ơi ba ra coi đi, anh hai lại xảy ra chuyện rồi kìa ba. Hả? Con đã nói ngay từ đầu rồi, không ai chịu nghe con. Nhìn con nhỏ đó là biết không phải là người tốt rồi. Ba coi đó, toàn âm mưu hại anh hai không à. Vậy mà anh hai còn tin nó, cho nó ở trong nhà nữa. Rồi nó sẽ bọt rút hết tài sản của gia đình mình cho con đó ba. Ba, bác bình tĩnh lại đi. Dù có chuyện gì con cũng tin là Phi Đằng xử lý được. Bác an tâm đi. Bác không sao đâu. Bác sẽ về Sài Gòn lo công việc. Lúc này để một mình Phi Đằng không được đâu. Ba
Lúc này bác về chỉ mệt thêm thôi, rồi làm khẩu phi đằng nữa chứ chẳng giúp được đâu. Tụi con sẽ cắt hết đường dây internet và điện thoại. Nói chung là từ bây giờ bác bị cách ly hoàn toàn với những tin tức với Sài Gòn. Có chuyện gì con với Ngọc sẽ báo lại tin cho bác. Ngọc à, em đưa bác về phòng nghỉ đi. Dạ. Bệnh tình của ba em cộng với tuổi tác đã cao nên em phải nhớ chịu khó thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho ba nha. Hả? Anh tính về Sài Gòn luôn hả? Anh để lại thuốc, em nhớ là phải cho ba uống thuốc đều đặn. Em phải để ý đừng cho ba biết chuyện gì hết, đừng để ba cái tâm anh những lúc không có anh ở trên này. Ba em bị như vậy thì anh ở trên này với em đi, em yếu đuối lắm, không cản nổi ba em đâu. Anh muốn em nghe lời thì anh đừng đi về về nữa. Không được luôn, anh còn công việc của anh ở dưới đó nữa. Anh chỉ có thể ở lại một ngày chờ ba em bình phục, tuần sau anh sẽ lên. Rồi bây giờ đó, tôi đứng nhìn anh đó, cười lên giật nha. Hai ba. Cười lên. Cậu Minh sang quá à chị hai, chuyện dưới nhà không lo không làm bỏ đi chơi là sao? Dạ em xin phép bà chủ rồi, bà chủ đồng ý mới cho em đi mà cô Tư. Với lại em cũng nhớ ông chủ lắm nên bà chủ cho em tên ông chủ luôn. Chú này là ai vậy? Quên giới thiệu cô chủ nữa, đây là người yêu của em hả? Xin chào. Chào anh. Dạ. Công nhận cô giấu kỹ quá, không cho ai biết hết. À, mà anh làm ở đâu? Hân hạnh giới thiệu, tôi làm ở xí nghiệp chuyên chở cơ động. Ủa, xí nghiệp của anh ở đâu mà nghe lạ quắc vậy? Ừ, tôi làm việc cơ động mà làm sao cô biết hết được. Tôi công tác ở khắp thành phố, ai cần là tôi có mặt liền à. Đặt hàng trước tôi cũng chở luôn. Trời đó, vậy là xe ôm á hả? Ừ. Trời, vì mà nãy giờ lòng vòng nghe nhức hết cái đầu luôn. Thôi sẵn đây mời cô Nhàn và anh vào nhà thăm bác Nam luôn. Nhà ngay đây nè. Dạ. Ủa vậy hả? À. Vậy thì hay quá, vô thăm ông chủ luôn đi anh. Ừ. Đi. Vô em. Đi. Ngồi xuống ăn luôn con. Tết luôn hoài vậy. Dạ. Tại lâu rồi không được chăm sóc cho ông chủ nên con phải tranh thủ nấu cho ông chủ ăn cùng chứ. Con á, thương Nhàn lâu nay cũng vì cổ đảm đang chịu khó đó ông chủ. Con tính làm xong phi vụ này á, tụi con làm đám cưới luôn. Ủa, xe ôm mà cũng mày đã có phi vụ này phi vụ kia nữa hả? Sao con thấy cô chủ có phân biệt vậy? Xe ôm vậy, xe ôm cũng là một cái nghề mà cô chủ. Vụ này con cũng kiếm được khá khá ông chủ, chuyện gì có tiền là con làm à. Xong rồi con góp vô nữa là đủ vốn cưới vợ. Chúc mừng cậu. Chúc mừng con nha Nhàn. Kiếm được một người chồng chịu thương chịu khó như vậy tốt lắm đó. Dạ, con cảm ơn ông chủ. Mày mốt đám cưới con, ông chủ có mặt nha ông chủ. Hay là ông chủ làm chủ con cho con nha. Ừ, tới lúc đó rồi tính. À, Phi Đằng ở nhà sao rồi nha? Dạ có sao đâu ông chủ, lâu lâu cậu mới về nhà. Hôm bữa còn dắt con Quỳnh về nữa đó ông chủ. Ủa, Quỳnh với Phi Đằng vậy là sao? Sao là sao ông chủ? Con thấy cũng bình thường à. Hai người ở chung với nhau thì chắc như đinh đóng cột rồi, chứ còn gì nữa. Phi Đằng nó chịu để vậy sao ta? Con thấy cậu bây giờ chỉ biết mỗi mình cô Quỳnh thôi à, đâu cần quan tâm chuyện khác nữa đâu. Nhìn cậu chủ ngày xưa sáng lạc sự nghiệp như vậy, giờ bỏ hết vì một ải mỹ nhân thôi à. Chắc là kiếp trước á, có nợ nần gì với cô Quỳnh á, nên kiếp này bỏ nhà mình qua nhà người khác ở. À,
Bác, ông chủ, bác chủ. Vậy? Bác, ba. Bác trong nhà. Thì bác sao rồi bác? Lắm. Bình tĩnh đi bác. Mời. Quỳnh, em đang làm cái gì vậy? Em không thể ở lại đây được nữa. Tại sao? Anh có nói là muốn em dọn đi đâu. Ông vô duyên gì vừa thôi. Quỳnh muốn đi hay ở là quyền của Quỳnh. Thật ra, ông là người đi mới đúng. Em không được đi. Quan Tài nói đúng. Nếu sự có mặt của anh khiến cuộc sống của em phải xáo trộn, thì người ra đi phải là anh chứ. Chịu thú dần rồi phải không? Anh để cho tôi nói chuyện riêng với Quỳnh một chút được không? Chuyện riêng là chuyện gì? Tôi với Quỳnh á, hồi trước tới giờ là một rồi. Giờ muốn nói gì nói chung đi, không nói riêng nữa. Quan Tài, ông ra ngoài cho tôi nói chuyện một chút đi. Đi thì đi, lúc nào cũng vậy á. Lúc nào cũng có ba người thì cuối cùng bà cũng đuổi tôi đi hết á. Đó là sự rập khuôn. Bữa nay tôi không muốn bà đuổi tôi đi nữa. Tôi tự nguyện tôi đi. Đi trong vui vẻ. Anh đừng có giữ em nữa. Nếu như không có cách nào để anh hiểu được tình cảm của em thì em đi. Em cũng không muốn làm phiền anh nữa. Nếu quyết định như vậy thì anh sẽ đi. Em đã gắn bó với căn nhà này quá lâu rồi. Để em bỏ đi chẳng khác nào anh phải ở trong một căn nhà trống rỗng như vậy. Nhà là của anh. Sự có mặt của em có ý nghĩa gì nữa đâu. Quỳnh, em nhìn anh nè. Em hãy nhìn thẳng vô mắt anh mà nghe anh nói. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh hứa anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Và em cũng không bao giờ được nghĩ đến chuyện bỏ anh mà đi. Được không em? Mình ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em mà. Anh không muốn hai đứa mình phải cãi cọ thêm một lần nào nữa đâu. Em đừng có như vậy nữa. Nghe không? Anh để em đi đi. Cả anh và em đều cần phải có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Được rồi. Vậy thì em cứ để đồ đạc ở đây. Em phải lấy đi những thứ cần thiết. Khi mà đồ đạc còn ở đây thì anh sẽ vẫn còn. Em vẫn còn ở đây với anh. Nhà tôi hơi chật, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Có thể thu xếp cho bà ở được. Cảm ơn chị nha. Lúc nào tôi cũng mang phiền phức tới cho mọi người hết. Có gì đâu. Thôi, đừng buồn nữa.
ngủ một giấc cho đã đời. Rồi vài ngày nữa tôi kiếm nhà cho bà, rồi bà làm lại cuộc đời khác. Chị Trang, ai cho chị chưa chấp nhỏ đó? Bộ chị muốn ra nghĩa trang thiệt hả? Ủa, cuối cùng cô cũng bị anh Phi Đằng đuổi ra khỏi nhà hả? Đáng đời đồ mặt dày. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chứ. Anh Phi Đằng làm sao ở với hạng người lật lọng như cô được? Sao có khí? Bộ tưởng đây là cái chợ muốn ra muốn vô hả? Muốn hâm mộ không biết gì Phi Đằng á thì qua nhà Phi Đằng mà hâm mộ đi. Đi. Mặc áo đó lẹ lo lét. Đi, thắt con dịch xuống đi. Tất cả là tại ông Du hết. Tại sao ông ta có thể làm cái việc tán tận lương tâm như vậy chứ? Tôi không bao giờ giết bà như vậy đâu. Tại sao lại vô khống cho tôi không biết nữa. Họ hỏi tôi biết hỏi ai. Nhưng mà tại sao ông ta lại có những hình ảnh đó? Tại sao không có một lời giải thích nào cho tôi hết vậy? Chắc là do ai đó tò mò để gửi cho ông thôi. Tất cả là do tiếng tăm của cha Phi Đằng hại bà chúng ta vô đây hết. Quỳnh à, em mới tới hả? Coi anh kìa, ở nhà một mình là lôi thôi lết hết vậy đó. Em không cần phải làm vậy đâu. Để em giúp cho, không lẽ không được sao? Để em làm cho anh vài món nha. Anh cứ ngồi đó đi. Để anh phụ em nha. Không cần đâu, anh cứ ra ngồi đó đi. Chuyện nấu nướng là của phụ nữ mà. Anh thử coi có dừa không? Anh sống một mình, ăn uống cho qua loa lắm hả? Ủa? Vì sao em biết? Mà sao em không hỏi Quỳnh đang ở đâu? Quỳnh đâu anh? Em cũng định tới hai chị em nấu ăn nhưng không thấy. Anh nghĩ là em biết Quỳnh không còn ở đây nữa chứ. Tại nhìn nhà cửa như vậy thì em cũng đoán, nhưng không biết tại sao. Lúc nãy đo huyết áp con thấy cũng đỡ hơn rồi, nhưng bác không được nghĩ ngợi nhiều. Bác cứ tự hành hạ mình như vậy không tốt lắm đâu. Bác phải nhận mới có thể dùng muốn giải quyết rắc rối được. Giờ sức khỏe của bác là quan trọng nhất. Anh Minh! Gì nữa vậy Ngọc? Ba khỏe rồi. Mình đi chơi đi anh. Ba em đang mệt, đi sao được mà đi. Ba em nhìn vậy chứ không phải vậy đâu anh. Má em đi coi bói á, thầy bói nói ba em sống thọ lắm. Anh cứ lo nhiều vô, chỉ mệt thêm thôi. Em muốn đi thì đi đi. Anh không thể để bác ở nhà một mình trong tình trạng như vậy được. Biết vậy, hồi nãy bác còn nhàn ở lại chăm sóc ba luôn rồi. Anh ơi, cả đời em á mới được đi du lịch ở Đà Lạt á. Mình ráng tận hưởng thời gian quý báu này nha anh. Ừ, không vậy đó hả? Alo, cậu Đạt hả? Sao? Tiệc ra mắt sản phẩm mới hả? Không được đâu, tôi không chắc đâu. Bằng gì á, anh cũng phải ráng hết gì gặp tôi chứ. Từ hợp ký hợp đồng tới bây giờ, tôi chưa có dịp để cảm ơn anh. Cậu thông cảm nha,
tôi bận lắm. Thôi được rồi, để tôi hỏi ý kiến vợ sắp cưới của tôi đã. Cậu ơi, chừng nào tôi sắp xếp được tôi gọi lại cho cậu nha. Vậy nha, tôi cũng muốn đi lắm nhưng mà không biết có được hay không. Rồi. Dạ dạ, rồi rồi rồi. Vậy nha. Rồi rồi. Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em ơi, tối nay mình về Sài Gòn nha. Anh nói gì? Sao tự nhiên cậu về Sài Gòn vậy? Anh xin lỗi, nhưng ngày mai anh có việc rồi, anh phải về giải quyết. Chứ không có anh thì hỏng hết á. Ngoan đi. Coi anh kìa, người ta đến đây để hít thở khí trời, để tạm quên đi những lo lắng phiền muộn. Cho nên anh đó nha, anh còn nghĩ ngợi dớ dẫn mà chết với em. Em chỉ ước những lúc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi, không công việc, không lo toan. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, vậy là em hạnh phúc rồi. Dạ. Anh nghĩ là anh nha, không thể quay lại được như trước nữa đâu. Em hiểu. Dạ em đều cần có thời gian. Bộ không có con người đó bà chết hả? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Tại sao mà lại đau khổ vì những gì bà đã không làm hả? Tôi khổ lắm ông biết không? Tôi cũng không biết nói sao đến Phi Đằng anh tin tôi nữa. Thật sự là ngày xưa tôi cũng cố tình tiếp cận anh Phi Đằng để tìm hiểu về sự thật bài báo của tôi mà. Anh có quyền không tin tôi, anh có quyền làm những điều đó với chị Yến. Anh ta là cái thá gì mà không tin bà chứ? Anh yêu tôi, anh có quyền nghi ngờ chứ. Thôi, mà đừng khóc nữa. Tôi nói chuyện này cho một mình cô nghe. Hay tôi hê lên báo cho tất cả các đồng nghiệp của cô biết là phóng viên của báo chuyện hàng ngày Thu Nguyệt đã nhân lúc mọi người chụp hình Phi Đằng lẻn vào nhà lấy cắp máy quay phim trước sự chứng kiến của quan tài đó. Cô còn chối cãi gì nữa không? Đúng, đúng là tôi đã lấy cái máy quay rồi vu khống cho Đông Quỳnh, nhưng mà chẳng có ai tin cái chuyện quan đường này hết. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ rằng chính Đông Quỳnh là người giải dạng làm chuyện của Phi Đằng,
Tôi hoàn toàn không liên quan. Anh đừng có mắc ông nữa. Cô đứng lại đó. Cô không những có liên quan mà cô còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi ăn cắp của mình. Cô có quyền giữ em lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Nghe đi. Đúng là tôi đã lấy chiếc máy quay từ chủ khống cho Đông Quỳnh, nhưng mà chẳng có ai xem cái chuyện quan đường này hết. Anh dám? Chị Quỳnh, có gì mà tôi không dám chứ. Bây giờ cô theo tôi nói chuyện với Phi Đàn, hay là để tôi đưa đoạn ghi âm này lên cho công an? Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Chỉ với điều kiện anh phải xóa cái đoạn ghi âm này đi. Chỉ cần có chứng minh Đông Quỳnh vô tội, tôi sẽ giữ lời hứa với cô. Đi theo tôi. Sao giờ này mà còn chưa ngủ nữa? Để tôi văn mùng cho. Nhà tôi nhiều muỗi lắm á. Dạ, để em tự làm được rồi. Em đã ở nhờ rồi, còn để cho chị làm em có gì lắm. Đâu Quỳnh á, là bạn của anh Quang Tài mà. Anh Quang Tài á là bạn của tôi, mà bạn bè giúp đỡ nhau có gì đâu. Yên tâm đi. Em cảm ơn chị. Tôi thấy anh Quang Tài á, làm gì anh cũng nghĩ cho Quỳnh hết. Cái miệng của ảnh tuy vô duyên và nhiều chuyện một chút, nhưng con người ảnh tốt lắm. Bởi vậy Quỳnh có phúc mà không biết hưởng gì hết. Em biết chứ, nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm chị. Có gì đâu mà khó nói. Thì Quỳnh cứ coi thử coi, hằng ngày ai bên cạnh Quỳnh, làm cho Quỳnh vui, ai đứng ra bảo vệ Quỳnh khi có chuyện xảy ra. Đã khuya lắm rồi, em về đi. Em ở lại với anh được không? Không có Quỳnh ở nhà em không yên tâm. Lỡ như... Anh không sao đâu. Em ở lại, người ta nói ra nói vào không tốt cho em đâu. Em về nha. Đi về cẩn thận. Vậy? Tôi xin anh đó. Hai người làm cái trò gì ở nhà tôi vào giờ này vậy? Cô nói đi. Cô có chịu khai nhận những gì xấu xa cô đã làm hay không? Hay là cô muốn tôi rút bông tai? Tôi móc mắt cô á. Tôi... Nói không? Không, tôi móc mắt cô á. Tôi nói mà. Nhanh lên, đem máy quay trả cho người ta đi. Máy quay này của tôi mà, tại sao cô lại giữ nó chứ? Tôi xin lỗi anh, tôi không dám tái phạm nữa đâu. Anh tha cho tôi đi. Nói đi. Dạ.
Dạ tôi nói mà. Tôi lấy trộm máy quay. Tôi giết bà Du Khống Quỳnh. Quỳnh không có làm điều đó đâu. Quỳnh thánh thiện thiệt mà. Quỳnh yêu anh thật lòng đó. Cô đứng đó làm gì nữa? Không biết làm gì hả? Quỳnh! Anh không muốn bất cứ chuyện gì có thể chia cắt chúng ta làm gì. Tốt chứ Quỳnh. Quỳnh có chuyện gì á, không biết tai tôi với nha. Tôi xin hứa với anh, tôi sẽ chăm sóc cho Quỳnh thật tốt. Anh hứa rồi đó nha. Ông quyết định đi thiền hả? Mà ông định đi đâu? Bà đâu phải là người yêu của tôi đâu. Mà tôi phải khai báo với bà chứ. Nhưng mà trước giờ có chuyện gì ông làm mà không nói với tôi không ạ? Hồi trước khác, bây giờ khác. Tôi sẽ đi đâu đó một thời gian. Mặc dù tôi không biết mình sẽ đi đâu hết. Thôi ông đừng có hù tôi nữa. Không thấy vui chút nào hết à. Bà cho tôi nắm tay bà có được không? Ông đi tôi sẽ nhớ ông nhiều lắm đó. Tôi không thích bà nói bà nhớ tôi. Tôi thích bà nói là ông đi cái quan tài. Ông không có quan tài, ông làm cái gì hết quan tài. Anh nhớ bảo trọng nha. Bữa nay vẫn kêu tôi bằng anh hả? Bà nói nhảm rồi. Vậy tôi phải đi liền thôi. Tự nhiên cùng bà. Anh Tài, anh bỏ đi thiệt hả? Anh bỏ em ở lại một mình, em không thích đâu. Mà anh đi rồi, đồ nhà em hư, ai sửa đây? Em không thích ai sửa hết á. Em chỉ thích anh sửa thôi. Còn mấy đứa nhỏ trong xóm nữa, ai chơi với nó bây giờ? Anh nói lại đi. Nếu mà ai làm anh buồn á, em sẽ xử giùm cho anh. Em ngốc quá. Mấy thứ đó em tự làm được mà. Anh đã quyết định rồi. Anh Tài. Chồng
Anh Hưng, sao rồi? Tuấn Đạt ông hẹn tôi dự tiệc để bàn cái dự án gì đó. Rồi ông có từ chối chưa? Thằng nhãi đừng muốn gì nữa đi. Tôi đang chờ ông gật đầu mới dám trả lời với ông Đạt. Vậy anh gọi điện nói với nó, anh không đi được. Sao lại không đi được? Chỉ ăn trưa thôi, tôi đi được mà. Không được, tôi cấm anh để mãn tới đó. Nó đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi, trừ khi có lệnh của tôi. Còn không thì anh không được tự ý gặp nó nghe chưa? Trời ơi, bữa tiệc ngon lành vậy mà không cho người ta đi là sao? Ông mà làm sai á, làm chết với tôi nghe chưa? Alo, cậu Đạt hả? Chắc trưa nay tôi không đi ăn được rồi. Anh tranh thủ đi, sao lại không được? Vậy thì chịu thôi, coi như là anh không có duyên với buổi tiệc này vậy. Alo. Anh hả? Chiều nay đi chơi với anh nha. Anh đã hủy cuốc xe ôm đó rồi. Dạ dạ, chào cậu Đạt. Anh bận hả? Anh dám nói với tôi á là anh bận nhiều dự án quan trọng lắm. Dự án của anh là con nhỏ tôi làm cho tôi hả? Anh giải thích đi, giải thích làm sao á hỏi cho lọt lỗ tai tôi đó. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Chuyện là cô ba, từ từ nói con. Đạt, mày ra đi coi. Tôi là lừa đảo kém gạt tiền con đó. Con đi trong nhà đi. Con học đâu thói cùng đồ đó vậy hả? Mà biết gì mà nói. Nó lừa con, nó ăn cắp tiền bạc của công ty. Mà để đi còn sửa nó đi. Muốn vậy con bước qua sát má đi. Má còn đây, má cấm con không được đánh cậu ba nữa, nghe chưa? Con không được nói thêm gì nữa hết. Vô nhà nghe cho má. Con có sao? Nè, dạ. Con ra gọi taxi đưa cậu ấy đến bệnh viện mau. Dạ. Cô đã nói chuyện với bác sĩ rồi, chỉ bị thương phần mềm thôi, không sao đâu con. Anh có mệnh hệ gì, chắc con không sống nổi đâu bà chủ ơi. Con không biết sao mà cậu Đạt lại ác như vậy nữa. Tôi biết Tuấn Đạt làm như vậy không phải với cậu, nhưng nó không phải là đứa hồ đồ vô cớ đánh người như vậy. Có chuyện gì cậu cứ nói hết ra, tôi sẽ phân xử công bằng cho cậu. Anh kể hết cho bà chủ nghe đi. Em không hiểu sao mà cậu Đạt lại hung dữ với anh vậy nữa. Em nói thiệt á, cậu Đạt mà đánh anh vô cớ là em đi kiện cho tới cùng á. Con á, biết gì đâu. Bà chủ, con là người hiền lành tử tế. Nếu tôi biết ông già đó bắt tôi gạt cậu chủ người yêu của tôi á, thì tôi không làm vậy đâu. Ông già nào? Có phải ông ấy tên Bình không? Tôi nghe cậu Đạt gọi ổng là chú Hưng. Ổng chỉ nói tôi chỉ làm theo những gì ổng nói, tôi sẽ được nhiều tiền. Tôi là dân lao động mà, người nào có tiền thì tôi làm, biết nói sao được. Nhưng tôi đâu có ngờ tôi lại ra tới nông nỗi như vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này cho cậu. Nếu như cậu chịu đứng ra tố giác ông Hưng giúp tôi. Không, nếu mà làm vậy chắc tôi bị xử rồi bà chủ ơi. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Có tôi đây thì ai dám làm gì cậu chứ. Cậu phải tố giác ông Hưng thì mới yên ổn mà sống được. Đúng rồi đó, anh nhận lời đi. Em chỉ muốn được sống yên ổn với anh thôi à. Xong chuyện này, tôi sẽ cho cậu và Nhàn ít vốn để làm ăn. Tôi thương Nhàn như con gái vậy. Cậu nghĩ lẽ nào tôi lại làm hại nó? Đúng rồi, bà chủ tốt với em lắm. Anh đồng ý làm chứng với bà chủ đi anh. Anh nghe lời đi anh. Không lẽ anh không muốn lấy anh nữa.
Chú, có anh công an tìm chú. Dạ chào anh. Chào anh. Dạ xin lỗi, anh có phải là anh Nguyễn Duy Hưng? Phải rồi, tôi Hưng đây. Có gì không anh? Chúng tôi đang điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty. Có người tố cáo anh liên quan đến việc này. Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Trời ơi chú, ủa chú lừa đảo thiệt hả? Chú, sao con không biết gì hết trơn vậy? Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Thôi cô ra ngoài đi, để tôi tiếp anh này. Đi đi. Anh anh nên thường mọi chuyện đi. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng về những gì anh làm với công ty A&E và bản thân anh Tuấn Đạt. Chẳng lẽ chuyện tôi đóng góp gì cho công ty A&E cũng cần để mấy anh điều tra sao? Bà Phương, đại diện hiện tại công ty A&E đã tố cáo chi tiết quy trình anh lừa đảo anh Tuấn Đạt để thành lập công ty truyền thông. Tôi không thích nghe những lời khó nghe về mình, nhất là những lời đó không phải là sự thật. Vậy anh biết anh xe ôm tên Thông chứ? Việc anh móc nối với anh Thông xe ôm, đóng giả thành giám đốc công ty truyền thông để lừa đảo anh Tuấn Đạt nhằm chiếm đoạt tài sản, chắc là khó chứ? Nè, nếu không có bằng chứng, các anh đừng có dùng khống cho người khác được chưa? Có khi tôi sẽ kiện lại các anh đó. Bà Phương và anh Thông xe ôm đã đồng ý gửi đơn tố giác anh rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ đợi sự thành thật của anh thôi. Đây là giấy triệu tập, mời lên cơ quan điều tra.